Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài công cụ để có thể nhìn và điều chỉnh khung nhìn trong phần mềm Formit. Ở đây mình đã có một cái model sẵn. Và để thao tác trong phần mềm Formit, các bạn cần phải biết một số cái lưu ý nhỏ về điều chỉnh khung nhìn như sau. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng chuột phải để có thể quay khung nhìn như thế này. Khung nhìn sẽ được quay xung quanh cái con chuột của các bạn. Và các bạn có thể sử dụng chuột phải. Lưu ý thứ hai là các bạn có thể sử dụng chuột giữa để có thể là điều chỉnh cái góc nhìn như thế này, tương ứng với phím pan trong một vài phần mềm mà các bạn có thể biết. Ngoài ra, các bạn có thể thấy chúng ta có một hàng công cụ để điều chỉnh khung nhìn ở đây. Đầu tiên các bạn có thể thấy có phím view top, tức là nhìn mặt bằng, phím tắt là ZT, mình sẽ kích vào đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có được một cái khung nhìn từ phía trên xuống. Tiếp theo các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hình 3D ở đây, thì tương ứng với đó sẽ là khung nhìn 3D của cái công trình. Phím tắt của nó là phím ZD. Tiếp theo các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng người. Ở đây thì công cụ giúp chúng ta có thể là đi bộ trong công trình xung quanh hiện trạng. Các bạn sẽ thấy khi chúng ta kích vào thì cái điểm nhìn của chúng ta sẽ rơi xuống mặt đất, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phím S, W, A, D để di chuyển trong khung nhìn như thế này. Kết hợp với đó các bạn sẽ sử dụng chuột để thay đổi hướng nhìn như thế này. Và các bạn cũng thể sử dụng cách để nhảy như thế này. Càng giữ chính cách thì chúng ta nhảy càng cao. Tiếp theo chúng ta có thể thoát, ấn ESP để thoát lệnh này. Mình sẽ để ý qua các công cụ dưới này. Ở đây đầu tiên là công cụ có thể giúp chúng ta là chúng ta sẽ chọn được các đối tượng như thế này. Tiếp theo đây là công cụ giúp chúng ta có thể là xoay. Đấy, thay vì sử dụng chuột phải, các bạn sẽ kích vào đây và các bạn sử dụng chuột trái để xoay như thế này. Còn đây là công cụ pan, tương ứng với phím chuột giữa mà mình đã nói từ trước. Khi chúng ta sử dụng cái lệnh này thì chúng ta sẽ sử dụng chuột trái để pan cái khung nhìn như thế này. Tiếp theo là chúng ta có phím zoom. Thì tương ứng với các bạn sẽ là chúng ta sẽ zoom xa zoom nhỏ. Các bạn giữ chuột trái để zoom xa zoom nhỏ như thế này, kéo chuột nhé. Đấy. Và cuối cùng, trong nhiều trường hợp làm việc các bạn ở xa không nhìn, các bạn có thể kích vào đây thì ngay lập tức cái giao diện Formit nó sẽ quay trở lại cái model của chúng ta như thế này. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể tùy chỉnh cái khung nhìn, điều chỉnh khung nhìn trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.